Điều họp chương trình. Để mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính cung thịnh thừa phẩm minh hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải. Tôn sư Phật Thế Tôn. Nhất pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất, những mộng mị sẽ thải đều mau tan biến. Nguyện loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tru trong thiền. Chữ thiên tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân thượng tọa tường thượng tọa minh hạnh đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Hôm nay kính thưa đại chúng, hôm nay sinh hoạt Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, mùng 1 Tết. Chương trình mùng 1 Tết, thứ nhất lời mở đầu do thượng tọa Giác Đẳng, hai pháp thoại tăng niên do tỳ thượng tọa Tuệ Siêu, ba tụng kinh lễ bái Tam Bảo và kinh châu báu, bốn pháp đàm, năm tâm nguyện. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng điều họp chương trình hôm nay, con kính cung thỉnh ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ thượng tọa Tuệ Siêu, lời lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử. Lời đầu tiên xin thay mặt tất cả chư tăng xin gửi đến quý Phật tử lời chúc nguyện tân niên. Mong rằng quý Phật tử năm mới sức khỏe được khang kiện, nội tâm được an lạc, và trong tất cả công việc của đời sống từ bản thân, gia đình, xã hội đều gặp nhiều thuận duyên. Và có lẽ là một cái mong mỏi rất là quan trọng là xin cho chất liệu của chánh pháp, tức là lời dạy của Đức Phật, luôn luôn hiện hữu ở trong mỗi bước đi của chúng ta trong cuộc đời này. Bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần. Và chúng tôi vừa đề cập là chúng ta luôn luôn mong rằng chánh pháp hay lời dạy của Đức Phật sẽ soi sáng cho từng bước đi của chúng ta. Vì vậy, năm nay trong ngày, trong chương trình sinh hoạt Tết Nguyên Đán kéo dài 6 ngày, và mỗi một ngày chúng ta sẽ có một pháp thoại từ một vị giảng sư ở trong lớp Phật Pháp Buddha-dhamma. Và nội dung của pháp thoại là do quý ngài tự lựa chọn và gửi đến quý Phật tử. Bây giờ thì hôm nay là ngày mùng 1 Tết, ngày khởi đầu của năm Nhâm Dần. Xin thay mặt đại chúng để kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu ban bố pháp thoại mùng 1 Tết. Kính cung thỉnh thượng tọa.
Thưa vị, quý vị quan khỉ chờ đợi trong giây lát, có lẽ thì tôi sư hẹn chỉ có mặt ở trước máy. Dạ, bây giờ đã thấy thì tôi sư rồi, kính cung thân thưa tòa. Namathu Ratanatayasa. Kính lễ tam bảo Đức Phật giáo pháp và tăng chúng. Kính chào thượng tọa Chất Đẳng cùng chư tụng đức đang không mặt trong room. Thân chào tất cả quý tu nữ Phật tử. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần, ngày đầu xuân. Trước hết, tôi xin chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tôn đức và thân, và chúc Tết đến tất cả quý đạo hữu Phật tử một năm mới được khang an, niềm tin tam bảo kiên cố và tinh tấn tu tập các công đức phước báo để đem lại cái sự thịnh vượng trong suốt năm. Kính bạch quý ngài, cái thứ vị hôm nay pháp thoại mở đầu cho năm Nhâm Dần thì chúng tôi được hân hạnh giảng đầu tiên để khai mở. Hôm nay có hai việc. Lúc đầu thì chúng tôi xem cái chương trình, chúng tôi nghĩ rằng là sẽ giảng cái đề tài là niềm tin tam bảo. Dựa theo bài kinh Châu Báu mà được Chư Tăng độc tụng như là kinh Bà Rịa Tán đầu năm. Lúc đầu chúng tôi suy nghĩ như vậy, cũng như ngày hôm qua mà Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng ý nghĩa của bài kinh Metta Sutta từ bi kinh vậy đó. Nhưng mà cuối cùng thì đổi khác rồi, vì ngày hôm qua ở tụng kinh trước thì Thượng Tọa Giác Đẳng dựa theo cái bài kinh đó để giảng. Hôm nay chương trình sắp đặt lại là pháp thoại trước, xong rồi mới tụng kinh. Cho nên chúng tôi đã chuyển đề tài khác. Kính thưa quý vị,
nói đến Phật Pháp, Tam Tạng Kinh Điển, thì đó là một cái biểu triết lý mênh mông. Gọi là Naya Sagara. Nên chúng ta bắt đầu từ đâu cũng được. Chỉ cần là khi nghe Pháp, chúng ta lãnh hội được nghĩa lý và chúng ta hoan hỷ với pháp ấy, đem ứng dụng thực hành trong đời sống hàng ngày để chúng ta có được cái sự an lạc. Buổi sáng hôm nay tại chùa Xu Lý, là lễ đón mừng năm mới theo thông lệ hàng năm. Sáng sớm các Phật tử tụ họp đến chùa và đến giờ cung thỉnh chư tăng vân tập trên hội trường, cái chỗ là phước. Chúng tôi hướng dẫn cho các vị tu nữ, chư Phật tử xin giới, thọ trì quy giới xong, chúng tôi là người tiên phong để đứng ra đi làm phước, cúng dường lì xì Tết cho chư tăng tu nữ, xong rồi Phật tử tuần tự làm phước cho chư tăng và tu nữ, cho đến khi mọi người đã cúng dường làm phước xong thì tăng mới tụng chúc phước phước báo và tụng kinh an lành cho chư Phật tử trong cái dịp đầu năm. Sau đó là phần pháp thoại đến các Phật tử. Thì nội dung trong pháp thoại sáng hôm nay đó, là chúng tôi trình bày về ý nghĩa hái lộc đầu năm. Như chúng ta ai cũng biết là người Việt Nam chúng ta có một cái phong tục đầu năm đi đến chùa hái lộc để rước lấy cái sự may mắn thịnh vượng trong gia đình cả một năm. Cái hình thức hái lộc đó là họ đến chùa, họ xin vị trụ trì hay là cái vị nằm ở trong ban
trước sự sinh một cành hoa, vị đó sẽ bẻ lấy một cành hoa, quả mai hay quả gì cũng được, để trao cho người Phật tử, như là cho cái lọc hoặc là sau khi Phật tử họ đến họ xin lọc, vị đó chỉ cho ra cái cây đó mà hái, vân vân, có nhiều thức như vậy. Nhưng ở đây trong ý nghĩa này thì người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rằng khi mà chúng ta bẻ một nhánh mai hay là sinh được một nhánh bông, chúng ta cầm đi về nhà, trong lúc đó hoàn toàn nó không có một cái sự tác thành thiện nghiệp, cái hành động đó không phải tác thành thiện nghiệp. Mà nếu không có thiện nghiệp thì sẽ không đưa đến cái quả báo tốt đẹp, cái quả báo là người ta làm như vậy đó, chỉ để trấn an, để trấn an tâm. Và chúng ta tự ghi giám thị rằng hôm nay, năm nay mình đã được hái lộc đầu năm với cánh hoa màu sắc tươi đẹp, đó là cái sự may mắn. Chúng ta tự nghĩ như vậy thôi, nó không có cụ thể, không có thực tế. Ở đây đối với người Phật tử gọi là hái lộc đầu năm, lộc ở đây tức là phước lộc, mà hái được cái phước lộc tức là chúng ta gặt hái cái quả. Mà hãy có làm cái gì á, gia đi săn qua pa tê pi chăng, ta đi săn là phan tê pha lăng, gieo giống thế nào thì sẽ gặt quả thế ấy. Cho nên hễ khi mà đầu năm mà chúng ta có làm được một cái thiện pháp thì như vậy có thể là chúng ta gặt hái cái quả của hiện báo nghiệp trong năm đó, chúng ta được cái sự may mắn, được cái sự an vui, đó gọi là hái lộc. Và cho dù chưa kịp hái lộc trong một năm đó, nhưng mà hễ khi đầu năm mà chúng ta có làm một cái thiện pháp thì cái này nó trở thành cái bây giờ gá sầm bát tí, tức là cái sở hành thuận lợi cho nghiệp thiện ở quá khứ được trổ quả.
Chúng ta đừng nghĩ rằng là hễ trong quá khứ mình có tạo phước thì bây giờ cái phước cũng sẽ phát sanh. Dầu cho mình không làm phước gì đi nữa thì cái quả phước ở quá khứ mình đã tạo nghiệp thiện thì giờ nó cũng phát sanh lên, cũng được an khang. Thưa quý vị, những thầy bói đầu năm đầu tháng họ đoán xăm đoán quẻ và coi tuổi cho tính chủ, và họ nói rằng năm nay sẽ gặp nhiều cái sự may mắn, vào tháng giêng này và tháng hai tháng ba gì đó sẽ có phước lộc vân vân. Nhưng mà họ không hiểu rằng là nếu bà vô đá, tức là cái sở hành hiện tại mà không phải là thiện đó, thì như vậy sẽ không có cái cơ hội để cho nghiệp nó trổ quả. Chúng ta tạo phước đời trước cũng giống như là chúng ta có cái hạt giống, nhưng mà khi cái hạt giống đó trước khi gieo trồng, trước khi mà nó trổ quả thì người ta phải dọn đất trước, người ta phải lên cái mô, cái dòng, dòng đất, mô đất cho nó tơi, nó xốp, rồi cỏ dại xung quanh họ dọn dẹp sạch sẽ. Sau khi dọn đất lên dòng, lên mô rồi đó, thì lúc đó họ mới đặt cái hạt giống xuống và họ tưới nước, thì hạt giống sẽ nảy mầm, sẽ phát triển. Chúng ta gọi bà Yoga Samadhi đó là một điều kiện thích hợp cho cái chủng tử nghiệp thiện ở trong quá khứ nó được thuận lợi trổ quả. Nên bây giờ cái sa ba tí cũng giống như là chúng ta chuẩn bị cài sới lên dòng, lên mô đất vườn vậy đó, hay là chúng ta cài sới trục bừa sang bằng cái thửa ruộng, dọn dẹp sạch cỏ rác, thì lúc bây giờ hạt giống, tức là thiện pháp ở trong quá khứ mới được trổ, nó được nảy mầm, nó phát triển tốt. Thiện nghiệp mà chúng ta đã làm trong quá khứ mặc dù có, nhưng mà ngay trong hiện tại nó có bốn điều nó sẽ trở ngại làm cho cái hạt giống, cái thiện nghiệp đó nó không có trổ sanh được. Một là upatthi sampatti, một là gati sampatti, tức là cái cõi tái sanh. Mặc dù đời qua tạo phước đó,
Nhưng mà rồi trong giờ cận tử, trong quá khứ, mình khởi lên một cái tâm niệm ác bất thiện, khiến cho tái sanh xuống như bốn đọa xứ Apayo, Apaya, Apaya Phumi, địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Thì khi mà mình tái sanh vào ở trong bốn cõi khổ đó, nhất là địa ngục, thì lúc bây giờ cái thiện nghiệp ở trong quá khứ nó không thể trổ sanh được. Nó không thể trổ sanh bởi vì nó không thích hợp. Cái quả vui không có thích hợp đối với cõi địa ngục. Cõi địa ngục là cái cõi chỉ có sự khổ mà thôi. Nirajat, tức là không có cái sự an vui, không có sự lợi lạc. Cho nên nó tạo thiện nghiệp nhiều, nhưng mà sanh vào cái cõi đó thì cũng không có ổn. Đức vua Asoka qua dục, nửa cuộc đời sau cũng qua dục. Đã cải tạo quy chánh và đã trở thành một người Phật tử thuần thành, dốc lòng hộ trì Tam Bảo, xây dựng, tôn tạo nhiều bảo tháp xá lợi khắp cùng cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi nước Ấn Độ sau khi thống nhất Giang Sơn, để thờ xá lợi của Đức Thế Tôn tại những nơi công cộng cho mọi người đi đến bái viếng cũng dường. Rồi vua dốc lòng hộ trì Tam Bảo và ủng hộ Chư Tăng, tài trợ cho Chư Tăng có tập Tam Tạng kinh điển lần thứ ba. Mặc dù là phước như vậy đó, nhưng mà khi giờ phút lâm chung, Đức Vua khởi lên cái tâm phẫn nộ với hai vị quan đại thần mà đã cãi lệnh vua, xem thường vua, trong khi vua đã già yếu, không có tuân thành cái mệnh lệnh của vua. Nên Đức Vua với cái tâm sân hận như vậy chết sanh lên là của rắn ở trong một cái hang tại vườn Thượng Nguyễn. Lúc bây giờ trưởng lão Mahinda là con trai của vua Asoka là một vị A-la-hán, sau khi xuất gia trở thành một vị A-la-hán, mới quan sát hậu thân của phụ vương Asoka thì thấy rằng phụ vương Asoka do lâm chung với cái tâm sân hận sanh là con rắn. Thì con rắn không có cơ hội mà quả phước phát sanh, trong khi vua Asoka đã làm nhiều cái thiện sự, nhiều công đức, nên ngài Mahinda ngài mới đi về thành Pataliputra và ngài đến cái vườn Thượng Nguyễn, đến tại chỗ hang rắn. Ngài dùng thần thông mời con rắn nó ra khỏi hang, và ngài với cái thần thông ngài trình bày, ngài nhắc nhở, thì con rắn nhớ được cái công đức trước đã làm, nó bắt đầu nhịn đói. 7 ngày sau nó chết, sanh về cõi, sanh về cõi trời. Lúc đó thiện nghiệp mới trổ quả được. Cho nên cái sanh thú mà phát sanh phước được là ở cõi người. Ở cõi vạn sanh đó,
thì có một nhiều, có một vài loại thiện pháp nó cũng trổ quả được, nhưng mà có những thiện pháp không thể trổ quả được ở cái cõi đời. Còn ở cõi người chúng ta thì cõi đó thích hợp để phát sinh phước, phước trổ quả, hoặc là cõi chư thiên dục giới. Thứ hai gọi là upati sampati, tức là cái sanh y thích hợp. Sanh y ở đây upati là cái thân, cái thân tướng. Một người tạo được cái thiện nghiệp ở quá khứ, khi mà có sự cung kính các bậc phẩm hạnh như là Đức Phật Đồng Giác hay là Đức Chánh Đẳng Chánh Giác hoặc các vị A-la-hán, do nhờ cái pháp cung kính đó, do nhờ cái sự cúng dường đó, lẽ ra cái phước đời sau sẽ là một vị vua, vân vân. Nhưng mà vì do một ác nghiệp nó trở ngại, cho nên người này sanh mang cái thân y bị tàn tật, bị què quặt, đuôi điếc cong gọng, vân vân. Thì khi mà mang cái thân sanh y như vậy đó, thì cũng không phải là một cái điều kiện thích hợp để cho cái thiện nghiệp của quá khứ nó trổ quả. Có ai đem cái đâu có ai đưa cái què quặt lên là vua bao giờ, hay người bù lên là vua bao giờ, hay một người câm lên là vua bao giờ đâu. Cho nên cái sanh y thích hợp là phải là có một cái quý tướng, cái thần tướng ngũ giác quan được lành lặn, được tròn trịa mới được. Người ta gọi là phúc tướng. Khi một người mà có cái sanh y đời này được phúc tướng, thì đó là cái cơ hội, là một điều kiện thuận lợi cho thiện nghiệp của quá khứ nó trổ quả. Thứ ba gọi là Kalasamati, tức là cái thời kỳ thích hợp. Cái thời kỳ nào mà ở giữa loài người thiện pháp nó được hưng thịnh, đạo đức hưng thịnh, và con người hiền thiện, có các vị minh quân, khai trị quốc độ, thì cái thời kỳ đó là cái thời kỳ mà đủ cái phước báo tăng trưởng, phước báo cho mình dễ sanh gì. Thời xưa thời Đức Phật có những cái sức như là ở tại Makati, ở tại xứ Makatha, Makatha xứ Ma Kiền Đà của vua Bibisara, có rất nhiều, có đến năm vị Mahasati đại triệu phú giàu có ở trong đó. Có gia đình của trưởng giả Thanh Nan Chay Giác, lúc bây giờ ở tại Kosala, nước Kosala Kiều Tắc La, do vua Vasenadi cai trị. Thì Đức Vua xét thấy rằng ở trong quốc độ của mình, dân chúng nghèo khổ, mưa không thuận, gió không hòa, phát triển kinh tế không được,
Lúc đó Phù Ba Sê nó đi mới suy nghĩ, hãy đi tìm người đại phước về ở trong quốc độ mình, thì chính cái phước đó, người có phước như vậy thì sẽ khiến cho mưa thuận gió hòa. Thế cho nên mới gửi sứ giả qua nước Mật Thá để xin một vị trưởng giả di cư đến Cô Sa Lá để định cư cũng được. Cho nên cuối cùng thì gia đình của trưởng giả Thanh Hành Chế Giá, tức là thân phụ của bà Quý Sư Kha, của tiểu thơ Quý Sư Kha, tình nguyện đi di dời hết sản nghiệp và gia quyến đi về. Thì Đức Vua Bát Xê Đa Ni cho mời qua nhập cư. Nhưng mà vua không có chịu, trưởng giả Thanh Hành Chế Giá không có chịu ở trong thành Sa Bà Thi ồn ào, cho nên ở một cái thị trấn gọi là Sa Kê Tát, gần thành Sa Bà Thi thôi, ở một thị trấn gần đó, lập nghiệp ở đó, cất nhà cất dinh thự ở đó. Rồi sau này ông trưởng giả Mi Gà Rá ở tại Sa Bà Thi mới là đi đến dặm hỏi cưới tiểu thư Quý Sư Kha cho con trai của ông ta ở trong thành Sa Bà Thi. Cho nên trong thành Sa Bà Thi nó có hai cái ngôi chùa, một là Chê Tá Quán Nát, Chê Tá Quán Nát của ông Cóc Cô Độc, hai là ở tại gọi là Búp Ba Ra Mát. Búp Ba Ra Mát là Đông Phương Tự do bà Quý Sư Kha bà xây dựng, mà nơi đó Đức Thế Tôn người đã an cư kiết hạ tại Chê Tá Quán Nát hết 19 hạ trong suốt cuộc đời hoằng pháp của ngài. Ngài đến đó 19 lần, còn tại Búp Ba Ra Mát thì 6 lần. Thì cái thời kỳ mà vua chúa họ biết tôn trọng, họ biết nghĩ đến cái người có phước đức đó thưa quý vị, thì lúc đó đó khi mình là người mà đã tạo phước trong quá khứ nhiều, bây giờ mà giàu có lên đó, thì dân chúng họ kính trọng và vua quan họ kiên để, họ biết tôn trọng. Thì cái thời kỳ đó là thời kích hợp, thích hợp để cho phước trổ quả. Còn gặp cái thời kỳ mà hôn quân vô đạo ở trong nước mà nổi lên cái nạn trộm cướp, bây giờ nếu mình giàu có đó thôi vị là mình chết sớm. Mình có tài sản, mình vừa có tài sản nhiều là bị người ta tìm cách để người ta đến người ta tịch thu, người ta gán ghép cho mình một cái tội lỗi nào đó rồi người ta cướp hết tài sản này. Cho nên cái thời kỳ mà không phải là Kalasamati chứ, thì cái thời kỳ đó phước không có trổ quả được. Và cuối cùng gọi là Payukasamati, là cái sở hành thích hợp. Khi nào mà chúng ta đang tu tập, đang làm thiện pháp đó, an trú thiện pháp, thì lúc bây giờ là một cái môi trường tốt, môi trường thuận lợi cho cái quả phước trong quá khứ nó trổ xanh được. Chính vì thế trong cái dịp đầu năm đó, nếu mà chúng ta chúc tụng với nhau là chúc an khang thịnh vượng, Tết đến xuân về, chúc
nhau được an khang thịnh vượng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là hiện tại chúng ta đang ở cõi người và chúng ta có cái thân tướng upathi cũng tương đối là lành lặn như thế này thì được rồi đó. Nhưng mà bây giờ chỉ còn có cái yoga samadhi, tức là cái tâm cho nó tốt đẹp trong cái dịp đầu năm an trú trong thiện pháp, thì cái quả phúc phát sinh được, cái đó gọi là an khang thịnh vượng, cái sự may mắn nó đến. Chứ không phải tự nhiên là đầu năm mà mình say sưa chè chén, rồi đánh bài đánh bạc tụ họp nhau, rồi khi mà say rượu rồi mình đánh đập chửi mắng với nhau, một người như vậy làm sao mà cái sự an khang thịnh vượng nó phát sinh được. Vì thế cho nên chúng tôi mới nói rằng các Phật tử chúng ta đến chùa đầu năm là phải hái lộc, hái cái phước lộc bằng cách là chúng ta tạo phước. Chúng tôi hướng dẫn cho các Phật tử đầu năm đi đến chùa cái ngày mùng 1 Tết ấy, chúng ta an trú với cái niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng, nơi tam bảo. Mà nhất là cái ngày mùng 1 Tết đó, thưa quý vị, Phật tử chúng ta sáng sớm chúng ta dọn thân thanh tịnh, giữ tâm thanh tịnh, rồi chúng ta khởi lên cái tâm tùy niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, rồi phát nguyện Bố Thăng Saranang Gacchami, con xin quy Phật. Hay là chúng ta nói cho đủ, chúng ta nguyện cho đủ, gia và chi quan Bố Thăng Saranang Gacchami, con xin quy Phật đến trọn đời. Gia và chi quan Tham Mang Saranang Gacchami, con xin quy Pháp đến trọn đời. Gia và chi quan Sang Khang Saranang Gacchami, con xin quy Tăng đến trọn đời. Là chúng ta khởi cái lòng tin và xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng như vậy là may mắn đấy quý vị. Rồi thứ hai nữa đó là chúng ta khi mà đến chùa đối trước chư Tăng cũng được, và quý vị ở nhà sau khi phát nguyện quy Tam Bảo, quý vị phát nguyện giữ giới trong những ngày đầu xuân mà chúng ta có cái sự tác ý. Nói cái chữ tác ý ở đây đó là nói theo cái nghĩa thưởng thức cho quý vị dễ hiểu, chứ đúng ra là chúng ta phải có chitana. Chứ còn bởi vì Phật tử chúng ta ở đây vừa học kinh tạng mà vừa học thắng pháp, trong thắng pháp thì tác ý manasikara thì nó bình thường, nó không có quan trọng bằng chitana. Cái chitana đó nó mới tác thành thiện nghiệp. Chúng ta phải có cái chitana, hay là chúng ta nói cách nôm na, nói theo tận kinh là chúng ta phải có tác ý dự giới trong cái ngày đầu xuân đó. Mà những ai có cái sự có cái ý chí cương quyết trong những ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 Tết, Ba Na Thi Pa Ta Vê Ra Ma Ni Sik Kha Pa Đăng Sa Ma Đi Giá Mi, con thọ trì học giới là kiên tránh sự sắc sạch. Thứ hai, Adina Dana Viramani Sikha Padang Samadhi Yami, có thọ trì học giới là kiên tránh sự trộm cắp, trộm cướp,
Nó đúng ra là trộm cướp đó, thưa quý vị. Bởi vì chữ Adina Dana tức là tránh cái việc mà lấy cái đồ vật mà người khác chưa cho. Lấy cái đồ vật mà người khác chưa cho, lấy cái tài sản mà người khác chưa cho mình đó, mình không có được quyền lấy. Nó với hai dạng, một là lấy trộm, hay là lấy cướp. Cho nên nếu chúng ta nói nguyện tránh cái sự trộm cắp đó, thì như vậy có nghĩa là chúng ta còn chừa một cái ngõ ác cái này mà đi ăn cướp được. Không có đi ăn cắp, bây giờ đi ăn cướp thôi. Nguyện không ăn cắp nhưng mà đi ăn cướp, giật trước mặt người khác, hâm dọa cho người khác sợ người ta đưa cho mình, thì cái điều đó cũng không nên, thưa quý vị. Thành thử ra trộm cướp, ở đây trộm cướp Adina Dana. Thứ ba là nguyện Kame Subhita Chara Viramani Sikha Padang Samadhi Yami, là nguyện thọ trì học giới, thọ trì điều học, là kiên tránh sự tà dâm, là nói chung tức là kiên tránh cái sự hưởng thụ dục lạc một cách tà vại, một cách phi pháp. Thứ tư, Musawada Viramani Sikkhapada Samadhiyami, con thọ trì điều học, nguyện thọ trì điều học, là kiên tránh sự nói dối, sự nói láo. Các Suya Machapamadathana Viramani Sikkhapada Samadhiyami, là thọ trì học giới, là kiên tránh sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Thì cái ngày đầu năm đó, nếu mà chúng ta từ sáng sớm ngày mùng 1 cho đến mặt trời mọc ngày hôm sau, kể như một ngày, rồi ngày mùng 2, ngày và đêm của ngày mùng 2, ngày và đêm của ngày mùng 3, trong ba ngày xuân đó mà chúng ta giữ giới được, thì thưa quý vị, thì tuyệt vời. Đó cũng là chúng ta bao nhiêu cái xong một tí, là chúng ta tạo một cái thuận lợi để cho cái phước ở trong quá khứ nó trổ quả. Cho nên cái điều thứ hai mà người Phật tử chúng ta hay lập là đầu năm chúng ta phải thọ trì cái học giới cho nó chín chắn, cho nó nghiêm túc. Chúng ta nghiêm trì giới hạnh trong cái ngày đầu năm đó, thưa quý vị, cái điều này rất là quan trọng. Cái điều rất là quan trọng. Còn người đời đó thì đầu năm đầu tháng đó, thì họ sát sanh, giết gà, giết heo để nấu cúng, rồi bày ra ăn nhậu vân vân. Họ tưởng đâu như vậy là họ hạnh phúc nhất trần đời. Như vậy họ đã đầu năm mà họ đã gây tạo nghiệp ác như vậy, thì cái này nó đối với thiện nghiệp của quá khứ nó là payoga quyết và quyết tắc quyết và tí tức là bất lợi. Cái sở hành bất lợi cho cái thiện nghiệp trong quá khứ trong quả. Cho nên đừng có mong là năm nay được an khang thịnh vượng, khi mà đầu năm đầu tháng mà chúng ta làm sai trật như vậy. Cho nên cái điểm thứ hai mà chúng tôi nhắc cho các Phật tử chúng ta về cái cách mà chúng ta hay lọc đầu năm là chúng ta phải giữ giới. Mà nhất là khi Phật tử buổi sáng hay là cái giờ giao thừa đó, chúng ta tập trung về chùa đảnh lễ Phật pháp, rồi chúng ta xin thọ quy giới cũng được. Còn không thì sáng sớm chúng ta đi đến chùa có chư tăng đông đảo đó, thì chúng ta trước chư tăng chúng ta phát nguyện quy Phật, quy pháp, quy tăng, mà giữ năm giới.
hay giữ bát quan trên giới cũng tốt. Như các vị tu nữ thì buổi sáng hôm nay họ xin giữ bát quan trên giới, họ thọ trì tám giới. Rồi cái việc thứ ba, thưa quý vị, để hái lộc đầu năm đó, là phải xả tài. Đầu năm là chúng ta xả tài, chúng ta là phước. Chúng ta đừng nghĩ rằng là đầu năm mà mình được bà con thân hữu lì xì, mình thu được nhiều tiền thì là lộc đến, không phải. Chúng tôi quan điểm khác. Đầu năm mà được xả tài là tốt. Cho nên năm nào cũng vậy, đầu năm là chúng tôi là người khởi xướng để làm phước đến chư tăng, cúng dường đến. Năm nay thì chỉ có 12 vị đó thưa quý vị, chứ còn những năm mà không có dịch bệnh Covid đó, là ngày 29, 30 Tết là chúng tôi đã thỉnh chư tăng ở các chùa tập trung về cỡ khoảng chừng 30-40 vị, cái đó là chuyện thường. Rồi mình làm phước cũng dường cho chư tăng, một là để làm gương cho Phật tử, thứ hai nữa là để tạo phước đầu năm cho chính bản thân mình. Thì khi mà người Phật tử đi đến chùa trong cái dịp đầu năm đó, gọi là hái lộc ở đây không phải là thu về cho mình, mà là chúng ta tạo công đức để mà chúng ta có được phát sanh lên quả cái phước lộc, mới được an khang thịnh vượng trong suốt năm được. Rồi chưa nữa thưa quý vị, buổi sáng sớm thì các Phật tử đi vào lúc 8 giờ làm lễ trang nghiêm ở trong cái giảng đường, rồi sau đó nghe pháp, rồi đến 10 giờ trưa thì bắt đầu chư tăng đi khất thực, đi bát ở trong khuôn viên chùa thôi. Phật tử ra đứng sắp hàng, đứng dài đó để họ chờ chư tăng đi tới, họ tự tay cúng dường. Khi mà cúng dường như vậy đó, là tự tay cúng dường, thí dụ như 20 vị là tự tay cúng dường cho 20 vị. Thì như vậy cái tác ý nó mạnh hơn, bởi vì cứ mỗi lần đặt vật thực vào trong bát của một vị thì mình có tác ý thiện, vị thứ hai mình có tác ý thiện, lần thứ ba, thứ tư, thứ năm cho đến vị thứ 20 chẳng hạn. Từ như vậy tác ý càng nhiều càng tốt. Nhưng mà nói đến cái giai thoại này thưa quý vị, chúng tôi nhớ có một cái chuyện mà chúng tôi cũng tức cười. Ngày xưa đó, ở tại chùa Kỳ Viên chúng tôi đi thuyết pháp, chúng tôi thường hay nhắc Phật tử làm phước, nhớ tác ý nhiều lần thì có phước. Con thì năm nghe nói như vậy, cái anh đổ tiền lẻ, quý vị biết anh cúng dường pháp sư, anh đổ tiền lẻ, tiền bạc cắt một đồng vậy. Anh dừng cái, coi xin cúng dường pháp sư, dừng cái, và quý vị biết anh dừng đâu có cỡ khoảng chừng 20 ngàn, mà anh cúng dường cả nửa tí đồng hồ. Chúng tôi ngồi, chúng tôi sốt ruột, con nó cũng khổ. Có nhiều người Phật tử họ nghe mà họ không để ý, không biết cách để làm như thế nào. Họ nghĩ rằng pháp sư thường thường pháp sư dạy như vậy thì bây giờ cứ ngắt ra, ngắt xé lẻ ra, cũng may là họ đổ tiền lẻ, chứ còn nếu mà giấy trăm cái họ cắt ra thành 10 mảnh cái họ đem cúng dường, chúng tôi không biết làm sao về để mà ghép lại để mà xài. Cho nên cũng khổ lắm. Thì nói chuyện để cho vui,
Nhưng mà chỉ có một lần thôi, chúng tôi bị chỉ có một lần nữa, một Việt Nam đó thôi. Thì các Phật tử chúng ta đầu năm mà đi làm phước đó, thấy vậy đó, thấy là sáng đến giờ mình bỏ tiền ra nhiều, mình chi phí bỏ ra nhiều, nhưng mà thưa quý vị, Bồ Tát bỏ tất cả sẽ được tất cả. Một cái giếng nước mà quý vị không có cho dân làng đi đến xài nhờ kéo nước lên để mà xài cho nó cạn giếng đó, để cái lỗ mội, cái mạch nước nó tuôn ra nữa đó, mà cứ đậy nắp giếng lại, khóa lại để đó, thì cái mực nước ở bên trong nó cứ tù động như vậy, trở thành cái nước giếng bị tù động. Có thể là các cái mạch nước nó bị đất cát nó lỡ nó lắp lại. Cũng như một người hễ cái tâm mà xả tài nhiều chừng nào đó thì cái phước lại phát sinh nhiều chừng đó. Quý vị cứ tin tưởng như vậy đi. Hễ mà tâm chúng ta xả ra nhiều chừng nào thì phước nó phát sinh lên lấp đầy trở lại. Cũng như các cô độc thưa quý vị, ông bỏ tiền ra để ông đi làm phước cúng dường Đức Phật, cúng dường chư tăng, chư tỳ kheo, rồi hộ độ cho các vị sa môn và lâm môn, rồi bố cứu tế chẩn bần cho những người nghèo khổ, chúng ta làm vậy hết kho luôn. Nhưng mà hết kho rồi, quý vị chư thiên ở trong nhà thấy như vậy đó, rồi mới đem cái tài sản mà vô thừa nhận ở dưới biển sâu đem lên đổ đầy cho ông ta, đổ đầy kho trở lại, phước phát sinh lạ. Cho nên quý vị hễ có tin thì có linh. Chúng ta tin tưởng vào cái phước và chúng ta ráng tạo phước. Cho nên đầu năm đầu tháng đó, các vị Phật tử chúng ta nên hay lọc đó, bằng cách là chúng ta có niềm tin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Rồi chúng ta phải giữ giới trong cái nhiều đầu năm, và chúng ta có cái tâm xả tài bố thí cúng dường trong cái giờ đầu năm, thì ở trong một năm chúng ta có cái cơ hội để cho cái phước lộc nó phát sinh, chúng ta mới được an khang thịnh vượng. Thì hôm nay đó, trong cái pháp thoại đầu năm, chúng ta nói chung quanh về cái việc mà người Phật tử chúng ta hái lộc đầu năm như thế nào gọi là đúng pháp và có lợi ích thiết thực. Thì chúng tôi trình bày quý vị trong khoảng một giờ đồng hồ. Đến đây thì cũng vừa với cái thời gian, cho nên chúng tôi xin dừng lại ở đây. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới đến toàn thể chư tôn đức và tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Mong tất cả mọi người sẽ hái lộc đồng tâm theo đúng pháp, để chúng ta được một năm an khang thịnh vượng. Nam mô Bụt Thầy. Xin cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thú, kính trình Thượng Tọa Tự Sư với pháp thoại vừa rồi. Thưa quý vị, thay vì chúng ta có cái thay vì chúng ta có một phần thảo luận, phần pháp đàm riêng và lời tâm nguyện riêng. Lời tâm nguyện năm nay là cho lời chúc xuân đó. Thì chúng tôi xin được xen kẽ với nhau. Ở trong lớp học có vị nào thì chúng ta sẽ cùng thỉnh vị đó. Một lần nữa, trước hết thì xin thay mặt cho tất cả chư tôn đức có mặt ở trong room thuộc pháp Buddharamba, dù hiện diện hay là sắp vào, thì xin được gửi đến tất cả quý tôn đức quý đạo hữu đang có mặt ở trong room lời cầu chúc, xin cho Phật pháp luôn luôn là nơi nương nhờ, luôn luôn là điểm tựa, luôn luôn là châu báu ở trong đời sống của chúng ta.
như lời Thượng tọa Tề Sư vừa đề cập, nếu khi nào mà chúng ta tìm thấy ở Tam Bảo những giá trị cao quý hơn ngọc hơn ngà, thì lúc đó thưa quý vị, tâm tư của chúng ta sẽ đặc biệt rất là lợi lạc. Và tiếp đến chương trình thì là phần tụng kinh đầu năm. Và trong năm nay chúng tôi có cung thỉnh chư Tôn Đức ở tại chùa Viện Giác. Ngoài kinh Lễ Bái Tam Bảo thì chúng ta có kinh Châu Báo nói tên giá trị của Phật, của Pháp, của Tăng. Và nếu trong cuộc sống này có những giá trị mà khi ngự trị trong tâm của chúng ta, tâm của chúng ta được sáng, được đẹp, được lợi lạc, và không phải chỉ có đời này mà đời sau nữa, thì giá trị đó chính là giá trị của Tam Bảo. Bây giờ thì để kính thỉnh ba vị đại đức là Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tuệ Đức và Đại Đức Tuệ Định hoan hỷ thay mặt cho chư tăng để tụng kinh Tam Bảo cũng như tụng kinh Châu Báo nhân ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần ở trong rung lớp Phật Pháp Phú Thái Tham Ba. Kính cùng thỉnh quý này. Được cung kính đến lễ sư Thầy Sư Đoàn Thức Đẳng cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào đại chúng. Xin phép được bắt đầu khóa kinh nhân ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán Nhâm Dần. Namo tassavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassavato arahato samma sambuddhassa. Iti biso bhagava raham samma sambuddho vicca charana sambandho sugato lokavido anuttaro purisa dhamma sarathi santa devamalu sanam buddho bhagavatitam arahati guna samyuttam buddham sirasanama Amitam ca buddham vimehi sakkanehi apibhu jayami. Svahato bhagavata dhammo sandhetiko akaliko ehi basiko obanayiko matyatam veditapo vinyo hititam svakata divuna sangyotam dhammam sirasanamani tanja dhammam himehi sakare Apibhu jayami Supatipanno bhagavato savaka sangho Supatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam ca Purisa yuga neya Apurisa bhoggala Esa bhagavato Savaka sangho Bahunayo Bahunayo Dakhinayo Anjalikaranayo Anuttarang Munya Ketang loka Satitang Supatipanna Diguna sangyotang Sangkang Sirasana Mamitam ca sangham himehi sakkarehi apibhu jayami Sambuddhe atthavi sañca dvadasañca sahasrake mañca sahasrahasa rinamani sirasa aham Dhammanca sanghanca adare Nanamamihang namakara nufave Nahan tuasape umanave Aneka antaraya bivina samtu ase sato Sambuddhe bancha banya sanca catuwe Sati sahasake dasa sata sahasa
nam a di sĩ ra sa a hằng tê sang tham mạnh cha sang thành cha a đa đề na nam a mi hằng nam a ca ra lo pha quê na hằng toa sa tê ông ba đa quê a lê ca an ta ra ya bi vi na sang tu a se sa to sam bu thế na bu ta ra sa tê a tha cha ta sa sa ha sa ke vi sa ti sa ta sa ha sa ni nam a ni si ra sa hằng te sang tham mạnh cha sang thành cha a đa đề na nam a mi hằng nam a ca ra nu pha quê na hằng toa sa bê ôm ba đa quê a ne ca an ta ra ya vi vi na sang toa se Sato Banithanato Pathaya Tathagata Sadasa Paramiyo Dasa Upaparamiyo Dasa Paramatha Paramiyo Bancha Maha Parikya Getiso Charinya Bacchina Pavega Pavakam Tingcha Tingha Pine Kamanang Bathana Chariyam Bodhi Panglan Kemara Vichayam sabbanyu tanyana Mati vetang nalo ko taratham Neti sape pime potagune Avachi toa ve saliyati Subhakaram tare suriya marating Baritang karanto ayasma ananda Thero vyakarun nachitang Upata de toa poti sata sahase Suchaka wale sude vata yasanam Patigan hanti yancha vesali yankure Roga manosado feka samputam Tithang hayam hipva mantara Habe sipare tantam anamahe Yani tha puta ni samagata ni pumma ni vaya ni vanta ni ke sambe va puta sumana fa vanto atho pisaka cha sunam tu phasitam ni puta ni sameta sambe metam karo manusiya pachangwa Jarato chaharanti ye palin tasma hine rakhata apamata yam kinchi vetam ithava huram vasakhe suvayam ratanam vaditam nano samang ati tathagate naidam vivote ratanam vaditam ete nasakhe nasuvati hotu khayam Viragam amatam panitam yada chagasak yamuni samahito na te na thamme na samati kinchidam vithamme ratanang panitam ete na sakye na suvati hotu yambhutate to parivan na yisuchin samati manam tarikam yamahu samati na te Na vichati dam vitham he ratanam vanitam he te Na satye na suvati hotu ye bhukkala Atasatam basatha chattari eta ni yuga ni hamti te Dakhineya sugata sasavaka e te Sudinna ni mahaphala ni dam visam he ratanam Manitam ete na satye na suvati hotu yesa Paryota manasa danhe na nikamino Gotamasa sanam hite pati pata amatam Vigai halatha yutha niputin Puncha mana idam disankhe Ratanam manitam ete na satye na suvati
ti ho tu ya thần đa khi lô ba tha quỳnh si tô si ya cha tô phi hoa thê phi a sam ba cam bi yô ta phô ta ma sa phô ri sam qua đa mi yô a ri ya sa cha ni a we cha ba sa ti đam bi sam khe ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su wa ti ho tu ye a ri ya sa cha ni quy pha hoa dân ti đam phi ra bệnh nhẹ na su đề si ta ni kinh cha bi thê hôn ti phô sa ba ma ta na te pha hoàng a tha ma ma ti dân ti đam bi sam khe ra ta năng ba ni tăng hê tê na sa chê na su wa ti ho tu sa ha wa sa ra sa na sam ba da ya ta ya su tham ma cha hi ta pha hoàng ti sa ka ya di ti u chi ki chi tăng cha si la ba tăng wa bi ya da ti kin chi cha to ha ba ye hi cha we ba mo to cha cha phi tha na ni a pha po ka tum hi tham bi sam khe ra ta năng ba ni tăng na sa che na su wa ti mo tu ki cha pi so kam man ka ro ti pa pa kam ka ye na va cha du da ke ta sa wa a pa po so ta sa pa ti cha da ya a pa pa ta hi đam đi sang thế ra ta năng ba ni tăng hệ tế na sa che na su wa ti ho tu wa na ba gum đề ya tha phu si ta ye gim ha na ma se ba ta ma sing gim he ta phu ba mang tham ma qua rằng a đề sa yin ni ba na ga mình ba ra mang hi ta dạy đẳng đi phu Bất thế năng ba ni tăng hệ tề na sa chê na su wa ti ho tu wa ro wa ran yo wa la ro wa ra ha ro an lo ta ro tham ma qua rằng a đề sa di đẳng bi bất thế la ta năng ba ni tăng hệ tề na sa chê na su wa ti ho tu khi năng bu ra năng na vang na ti sam pha vang quy ra ta chi ta ya ti kê pa wa sming te ki na pi cha pa vui rôn hi chan da ni ban ti thi ra ya tha yam ba di bo bi tăng bi sang khe ra ta năng ba ni tăng e te na sa che na su wa ti ho tu ya ni tha khu ta ni sa ma ka ta ni khum ma ni wa ya ni wa an ta li kê ta tha ka tăng de wa ma nu sa bu chi tam mu tham nam sa ma su wa ti ho tu ya ni tha khu ta ni sa ma ka ta ni khum ma ni wa ya ni wa an ta le ke ta tha ka tam de wa ma lo sa bu chi tam tham man nam sa ma su wa ti ho tu ya ni tha khu ta ni sa ma ka ta ni khum ma ni wa ya ni wa an ta le ke sa tăng đề và ma nô sa bồ chi tăng sam khao nam a sa ma su wa thi ho tu tôn giả nam đa với tự tâm vô lượng trì tụng kinh châu bao suốt trọn cả đêm dài ba vòng thành về xa ly niệm tất cả ân đức của Như Lai đại lực là mười ba la mật, mười thượng ba la mật, mười thân ba la mật, năm pháp đại thi xa, ba hạnh nguyện độ sanh trong kiếp chót giáng trần, xuất gia tầm giải thoát khổ hạnh nhiễm đạo màu, chiến thắng đại ma quân. Đạt nhất thiết chủng ti chân chân pháp siêu phàm chư thiên khắp ca cõi mười muôn triệu thế giới đều vui mừng lãnh hội kính châu bao uy lực tiêu trừ mọi tai ương đói khát và bệnh tật cùng thi nhân quay nhiều trong thành vệ xa ly
thảy đều được tan biến. Chúng đệ tử nhân tâm trì tụng kinh châu bao, chúng thiên nhân ca cội, dù thiên tiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây, mong khởi lòng hoan hỷ, thành kính nghe lời này, rồi với tâm bi mẫn, năng hộ trì nhân loại, vốn đêm ngày hồi hương, phước lành đến chư thiên, những vật quý trong đời, chốn này hay nơi khác, cả châu bao cõi trời, không gì sanh bằng được, với Như Lai thiện thể, chính đây tuyệt thù diệu, chân quy nơi đấng Phật, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, pháp bất tử tối thượng, ly dục diệt phiền não, Phật Thích Ca Mâu Ni, chứng pháp hay trong thiền, không gì sanh bằng được, pháp thiền vi diệu ấy, chính đây điều thù diệu, trân quy nơi chánh pháp, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, pháp đệ nhất thiền định, tâm tuệ đồng giải thoát, đức Phật hằng lợi khen, không gì sanh sống được, chính đây điều thù diệu, từng quy nơi chánh pháp, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, thanh tam vị vốn đời, là những bậc ngưng cung, đệ tử đăng thiện thể, được tri giả tan thang, cung dường đến các ngài, hưởng vô lượng công đức, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, bậc tu hành thiểu dục, với chi kiên trì, khéo chân chánh phụng hành, lời giải đức điều ngữ, chứng đạt quả giải thoát, thể nhập đạo bất tử, lạc trú quả tịch tịnh, chính đây điều thù diệu, trân quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, phi như cột trụ đa, khéo chôn chặt xuống đất, dù vốn hương cuồng phong, cũng không thể lay động. Ta nói bậc chân nhân, liễu ngộ tư thanh đê, cũng tự tại bất động, trước tam pháp thế gian, chính đây điều thù diệu, trân quy nơi tăng chung, mong với chân môn này, tu thành muôn hạnh phúc, bậc thanh tu đà hồn, chân trì ly thanh đê, được đức Bồ Tát, theo thuyết giảng tường tận, các ngài dụ phong vật, thì cũng không bao giờ tái sanh kiếp thứ tam, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, là châu bao thù diệu, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, nhờ chứng đạt chánh tri, đoạn trừ ba kiên sự, thần kiên và hoài nghi, luôn cả giới căm thù, thoát khỏi bốn đọa sư, bậc nhập lô không tạo, sao bất thiện trọng nghiệp, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, bậc thanh tu đà huân, dù vô tâm phạm lỗi, bằng thân lời hay ý, cũng không hề che giấu, được xưng danh hiền thanh, chính đây điều thù diệu, trần quy nơi tăng chung, mong với chân ngôn này, tu thành muôn hạnh phúc, đức Thế Tôn thuyết giảng, pháp đưa đến niết bàn, tịnh lạc và thù thắng, lợi ích chung hữu tình, phi như mưa đầu hạ,
khi ngàn cây đâm chồi, trên đây đều thù diệu hòa trần quy nơi Đức Phật. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc, Đức Phật bậc vô thượng liệu thông pháp vô thượng, bàn vô pháp vô thượng, chuyển đạt pháp vô thượng, truyền thuyết pháp vô thượng. Trên đây điều thù diệu trần quy nơi Đức Phật. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc, nhân quá khứ đã đoạn, mầm tương lai không gieo, phơi tâm không ai chăm, trong sanh hữu đời sau bởi tham muôn đã đoạn, các chủng tử không còn, ví như ngọn đèn tắt, bậc thi chân niết bàn. Trên đây điều thù diệu trần quy nơi tăng chúng. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiền nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã phân tập nơi đây, hãy chi thành thánh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiền nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ, chánh pháp đạo như chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc, chung thiên nhân ca cõi, dù thiên tiên địa tiên đã vẫn tập nơi đây, hãy chi thành đảnh lễ, tâm chung bậc Như Đinh, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cung dường. Mong với chân ngôn này tu thành muôn hạnh phúc. Dẫn đuôn ni mê tăng ngà hoa măng gà lãnh cha yô cha ma na bồ sa khu na sa sa đô bà kê hô đô sư kỳ năng hạ cản tăng bồ tha nu pha quê na quy na sa mên tu dẫn đuôn ni mê tăng ngà hoa măng gà lãnh cha yô cha ma na bồ sa khu na sa sa đô bà kê hô đô sư kỳ năng hạ cản tăng tham ma nu pha quê na quy na sa men tu dưỡng đồn ni mi tăng ca lành cha yo cha ma na po sa ku na sa sa do ba ba ca ho do su ti năng hạ cản tăng san kha nu pha quê na quy na sa men tu do kha pa ta cha ni tu kha pa ya pa ta cha ni pa ya so kha pa ta cha ni so kha hom tu sa đề ti pa ni no e ta qua ta he hi sam pa tang bồn nhà sam pa đẳng sa pe đề qua nu mô đẳng tu sa pa sam ba ti se ti ya đa năng đa đan tu sa tha ya si lam đẳng tham tu sa pa đa pa qua na phi ra ta hom tu ga chan tu đề qua ta ga ta sam pe qua ta ta ya ba ta chê ca nành cha dâng ba lăng ba ra hán ta nành cha tê chê ca răng văn tha ni sa pa so Mahakarumiko na tho hi ta ya sa pa pa ni nang bu re ta ra mi sam ba ban to sam bo thi mo ta mang nghe te na sa cha wa che na ho tu cha yam tho bồ thi ya mu le sa kya nang nang thi wat tha no he wam tham hi cha yo ho hi cha ya so cha ya mang ga le apara chita ban nam ke si se pata vi pa ka re api se ke sa pa pu tha nang a ka pa to pa mo dati su na tha tang su mang ga lang su pa pa tang su ho
tư tăng su phan hô su mô hô tô cha su ye thang ram ma cha re su pa đa khi năng và cha cam măng và đa khi năng và đa khi năng và nô cam măng và ni ti tê và đa khi na và đa khi na ni ca toa na la phan ta thê và đa khi nê Sakatwa puataratanang ho sathang ho tamang varang Dewa manu sanang ho tate jena swatina Santupadawa sabde dukha po basamentu te Sakatwa thammaratanang Varang parilaho pasamanang dhammate jena sotina na santu patahwa Vajavu pasamentu te sakatwa sangharatanang ho sakhang ho tamang varang Bahuneyang sangkate jena sotina na santu patahwa sape loga ho Basamen tu te yam kim chira tanang lo ke vi chati vi vi thang Vuthara tanang vuta samang Tasma so thi pavan tu te yam kim chira tanang lo ke vi chati vi vi thang Vuthara tanang thamma samang nati tasma so thi pavan tu te yam kim chira tanang lo ke vi chati vi vi thang Vuthara tanang Sangha samang nati tasma soti pavantu te pavatu sabba mangalang rakham tu sabba devata sabba putanu pavwe soti pavantu te pavatu sabba mangalang rakham tu sabba devata sabba dhammanu pavwe nasada soti pavantu te pavatu sabba mangalang Alanda kham tu sa pa de vata sa pa sankha tu fa vue na sa da so te pa vuan tu te sa pe sa ta vue ra hon tu su ki ta hon tu ne do kha hon tu am ya pa cha hon tu ani ka hon tu di ka yu ka hon tu aro ga Sambhati hisame chantu sukhi atta Marilahan tu dukha patta Jani dukha faya patta Jani faya soka patta Jani soka hontu sape vipanino Akasatha chapumatha devanaga mahitika Anumorantu chiram rakhantu sasam rakhantu nogaru rakhantu nyatayo rakhantu banino rakhantu no sada. Thưa kinh bạch quý ngài, kính thưa quý vị, khóa kinh nhân ngày mùng 1 Tết. À, chúng con đã vừa tụng xong, bây giờ chúng con kính tỉnh tụng đoạn giác đẳng và trở lại tiếp tục điều học cho chương trình ngày hôm nay. Xin kính tỉnh ngài. Sa thủ. Quý Phật tử vừa nghe xong thời kinh An Lành, và trong đó có kinh Châu Báo do chư tăng của chùa Viên Giác Vĩnh Long tụng đọc. Gồm ba vị, đó là Đại Đức Từ Tri, Đại Đức Từ Đức và Đại Đức Từ Định. Kính trường quý ngài rất nhiều. Thưa quý Phật tử, tiếp theo chương trình là phần pháp đàm và tâm nguyện. Như chúng tôi có đề cập là chúng tôi sẽ thỉnh chư tăng và tạo cái dịp cho quý Phật tử có cái cơ hội để chúc Tết đầu năm. Và chúng tôi cũng sẽ có phần pháp đàm ở khoảng giữa trong khi chờ đợi. Bây giờ thì xin thỉnh Sư Nguyên Thông. Hôm nay là mùng 1 Tết đầu năm. Sư Nguyên Thông là vị
có thể nói là cao niên nhất, tức là tuổi cao nhất ở trong số chư tăng có mặt ở trong room hôm nay, thì xin Thịnh Sư Minh Thông có vài lời chúc lành gửi đến toàn thể quý Phật tử nhân ngày mùng 1 Tết năm Nhâm Dần. Thịnh Sư Minh Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Lê Nguyên Thông, con tuân lệnh Sư Phụ, có những lời trân trọng kính chúc. Trước nhất là chư giảng sư trong room là Sư Bá Tệ Siêu, Sư Phụ Giác Đẳng, Sư Phụ Tuệ Trí, Sư Phụ Tuệ Đức, và kính chào toàn thể chư vị Phật tử có mặt trong room. Và những lời chúc mừng đầu năm của con là con xin chúc toàn thể chư vị chư tăng cũng như là chư Phật tử và chư tu nữ có được một mùa xuân an lành và sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự an lạc, mọi sự phước báo nó sẽ đến với chúng ta, với quý vị do những cái phước đức mà chư vị đã làm từ những kiếp trước và kiếp này cho đến hôm nay sẽ trổ quả ngay trong thời hiện tại và trong suốt cuộc đời của quý vị từ bây giờ cho đến hơi thở cuối cùng, là tất cả những phước báo đó, những hạnh phúc đó sẽ đến với quý vị và gia đình quý vị trong an lạc và an vui. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Sư Phụ, đó là những lời con kính chúc cho chư vị giảng sư và chư Phật tử có mặt trong room, là con xin được trao mai lại cho Sư Phụ để Sư Phụ giảng giải thêm những điều Sư Phụ muốn thực hiện trong ngày hôm nay. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời Sư Phụ trở lá mai và con chân thành tri ân chư vị lớn lắm đã nghe. Con thỉnh mời Sư Phụ cầm mai. Sa tu kính thưa Sư Nguyên Thông. Xin được hỏi quý Phật tử trong ban điều hành của lớp Phật Pháp của Đức Thanh Ma, quý vị có vị nào cầm mic để có lời chúc Tết đầu năm không? Xin được mời. Nếu quý vị có thể cầm mic được thì quý vị quan hệ cho biết. Một lần nữa, thưa quý vị, nếu quý Phật tử nào có thể cầm mic để nói lời chúc Tết thì xin được. Hôm nay thì chúng tôi biết một số các vị ở tại Hoa Kỳ đang bận rộn vào ngày mùng 1 Tết đầu năm, cũng như quý Phật tử ở chùa đang bận trưa nay, như cô Nhật Quỳnh chẳng hạn, cũng đang cố gắng để vừa làm công quả mà cũng vừa vào tham dự ở trong rung. Bây giờ trong khi chờ đợi, nếu quý vị nào có quý vị Hoa Kỳ tắt cho chúng tôi biết hay là ở trong rung, chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử những điều cầu mong đầu năm. Ô dạ, thấy cô Lăng Dạ Nguyệt và cô Phong Lan rồi. Trước nhất xin mời cô Lăng Dạ Nguyệt. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết xin kính thỉnh lễ Thiện Thật Tế Siêu Thanh Đắc Đẳng Thiện Tọa Minh Hạnh Sư Nguyên Thông, ơn Đại Đức Tuệ Tri Sư Thông. Đại Đức Tuệ, Đại Đức cùng với cô tu nữ và thân chào tất cả quý đạo hữu. Dạ, kính bạch chư tôn đức, trong ngày đầu năm Nhâm Dần hôm nay thì trước hết con xin được kính tri ân quý ngài, dù bận biểu nhiều Phật sự nhưng đã không có ngại dành thời gian hàng ngày truyền trao lời dạy của Đức Phật cho chúng con, để chúng con học tập hầu mong có được đời sống an lạc trong hiện tại và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Và sau nữa thì con kính chúc chư tôn đức trước là Pháp Thể Kinh An được nhiều thắng duyên trong Phật sự và sớm hoàn thành đạo nghiệp. Chúc tất cả quý đạo hữu luôn ở là các tường, luôn giữ tính tâm và tinh tiến trên đường học Phật. Tâm nguyện của chúng con là mong sao cho tất cả quý ngài cũng như tất cả quý đạo hữu đều có thể vượt qua cơn đại dịch khốc liệt này. Dạ, con có bao nhiêu lời con xin được xưng bích. Cảm ơn cô Lan Dạ Nguyệt và xin mời cô Phong Lan. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Thầm Mài, Nam Mô Sàng Khà. Con kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào quý đạo hữu. Dạ, con cảm ơn sư. Dạ, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu,
Lời đầu năm con xin được thành tâm kính chúc quý ngài pháp thể khinh an, thân tâm thường lạc, quý đạo hữu luôn an lạc các tường, sức khỏe an khang và thịnh vượng. Và con năm nay thì cũng đã gần 60 rồi. Trong mình thì cũng có một nhiều vài căn bệnh. Cơ thể thì mấy năm gần đây nó không có được khỏe lắm. Và mỗi khi Tết đến thì con chợt nhận ra là mình cũng đang đi gần hết cái sườn dốc của cuộc đời rồi. Và sự sinh hoạt mỗi ngày ở room con xem như là một liều thuốc quý. Nếu không nghe được Phật Pháp, con nghĩ khoảng đời còn lại chắc có lẽ sẽ chỉ là sống trong sợ hãi. Và khi an trú trong chánh niệm, thì khi mà niệm mạnh thì sẽ có được sự bình an, thân sẽ có được sự khinh an, và khi nghe pháp thì sẽ bớt đi những bất thiện nghiệp. Con xin được thành kính tri ân chư tôn đức vì các ngài từ bi đã cho chúng con một mùa xuân bất tận. Dù ngoài kia xuân đến xuân đi, nhưng có câu đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết, đêm qua xuân trước nở nhành mai. Con xin được kính chúc quý ngài sức khỏe vô lượng, mãi là ánh đuốc dẫn đường cho và là bóng mát cho hàng Phật tử của chúng con noi theo. Kính chúc quý đạo hữu năm mới đạt thành quả mới, an khang và hạnh phúc, tìm được sự bình yên nơi Phật Pháp. Và nếu như có một điều ước thì con xin được giảm bớt trong cuộc sống, xin được giảm bớt những bất thiện nghiệp mà đã tạo, và xin được cùng với quý đạo hữu cùng nhau được nghe pháp cho đến hơi thở cuối cùng. Dạ con xin được hết là con kính cảm ơn quý ngài. Xin cảm ơn cô Hồng Lan. Không biết là có vị nào muốn cầm mic để chúc Tết không? Nếu quý vị có thì xin được mời. Và có lẽ trong khi chờ đợi có vị nào muốn chúc Tết thì chúng tôi xin được có vài lời để gọi là pháp đàm trong ngày đầu xuân. Thưa quý vị, ở đây chúng tôi muốn nói đến một cái liên đới dây chuyền mà trong đời sống của tất cả chúng ta, nhiều khi mình có mong mỏi, có kỳ vọng, nhưng mà rồi chúng ta lại không có nhận ra rằng đằng sau những điều mà chúng ta mong mỏi có một cái chiều sâu. Có lẽ là ngày Tết á, điều mà chúng ta nghĩ đến nhiều đó là sự an lạc hay là niềm vui trong lòng, niềm hạnh phúc hay là niềm vui đó. Nó là biểu thị của tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta mong mỏi. Và điều thứ hai mà chúng ta mong, và có lẽ là quý Phật tử cũng thường tìm thấy trong văn hóa của người Việt, người Trung Hoa, mà cái đó nó là cái gối đầu của hạnh phúc, đó là phước lành. Phước rất quan trọng. Chúng ta có hạnh phúc là nhờ có phước, thưa quý vị. Là nếu chúng ta có hữu duyên, hữu phước, hữu hạnh, thì có lẽ là chúng ta lại không có được cái niềm vui thật sự. Và trong đời này có những niềm vui hạnh phúc rất là viên mãn, rất là bền chặt, thì đều là do phước hết, chứ không phải là do tài của chúng ta đâu. Nhưng mà rồi đằng sau cái phước hết, nó lại có một thứ khác. Mà không có thì không có phước lành, mà nhờ có cái đó thì chúng ta mới có phước lành, đó là thiện hạnh. Tức là chúng ta nói đến hạnh phúc, an vui thì chúng ta phải nói đến phước lành, phước báo. Và nói phước lành, phước báo thì chúng ta cũng phải nói là thiện hạnh hay là những tạo tác tốt đẹp. Và những tạo tác tốt đẹp này trong đời sống, chúng ta gọi là tạo tác hiền thiện đó, nó mới tạo ra phước lành. Thì thưa quý vị, sự tạo tác này chúng tôi tin rằng quý Phật tử đều có trải nghiệm trong đời sống, từ việc thính pháp, thuyết pháp, từ chuyện đi chùa làm công quả, đến những việc làm việc xã hội. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng đằng sau cái thiện hạnh thì còn có một thứ khác rất là quan trọng mà chúng ta không thể không để ý,
đó là cái tâm lành. Tâm mà không có lành thì hành động không có thiện đâu. Như trong Kinh Pháp Cú Đức Phật Ngài dạy, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu với tâm thanh tịnh, nói năng hay hành động, thì hạnh phúc sẽ theo sau như bóng không rời hình. Chúng ta có chăm sóc tốt trong cái việc làm thiện, làm phước, như là chúng tôi tin rất nhiều Phật tử đầu năm đi chùa, trai tăng, lễ Phật, rồi làm việc này, việc kia. Nhưng mà khi mà chúng ta làm điều thiện đó, thì nhớ chăm sóc cái tâm của chúng ta thật nhẹ nhàng, thật ít phiền não, tâm của chúng ta thật sáng suốt, tâm của chúng ta thật hoan hỷ. Tâm mà có hoan hỷ, tâm mà có nhanh lẹ, tâm mà có sáng suốt, thì cái quả, cái hành động thiện của chúng ta mới thù thắng. Hành động thiện thù thắng thì quả vị, cái quả của thiện mới được tốt. Thế thì cái tâm trong sạch hay tâm thiện có phải là cái sau cùng mà chúng ta nói đến ngày hôm nay không? Còn một thứ nữa, và thứ rất quan trọng là cái tâm của chúng ta được trong sạch nhờ chúng ta nương tựa và y cứ vào những giá trị cao đẹp ở trong cuộc đời. Những giá trị này có rất nhiều thứ, nhưng mà hôm nay thì đặc biệt là chư tăng ở chùa Sư Lý Vĩnh Long đã tụng kinh Ratanasutta, vừa là kinh Châu Báu. Châu Báu tức là ba viên ngọc quý, ba cái bảo vật trong đời. Sẽ như gọi là bảo vật tại vì những điều này chẳng nhiễm hiếm, chẳng những quý, mà còn mang lại cái lợi lạc cho chúng ta đời này và đời sau. Chúng ta cứ nghĩ như vậy. Ở trong đời chúng ta có những vật rất hiếm quý, như là xe đẹp, nhà cao, cửa rộng, quý kim, quý thạch, hay là những cái sưu tập đồ cổ. Nhưng mà rồi những thứ đó nó sẽ có bao nhiêu cái tác hưởng trong đời sống của chúng ta. Thật ra thưa quý vị, nhiều lắm là một đời, nhiều lắm là một giai đoạn. Nhưng mà có những cái giá trị cao cả, khiến tâm của chúng ta được trong sạch, khiến tâm của chúng ta được nhường độ gội trong thiện pháp, khiến tâm của chúng ta được tốt, đó là cái đó là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, là ba ngôi báo. Những ai mà biết nghiêng mình đảnh lễ, biết tôn sùng những giá trị cao đẹp, thì người đó sẽ đi trên con đường cao đẹp và đến gần với điều cao đẹp và sẽ thành tựu điều cao đẹp. Việc đó là việc bắt buộc trong đời sống của chúng ta phải như vậy. Chúng ta không thể nào tôn sùng những giá trị tầm thường mà chúng ta thành tựu những điều cao đẹp được. Do vậy, những lời chúc lành của chư tăng và quý Phật tử mang nhiều ý nghĩa. Ở trong đó chúng ta nói đến hạnh phúc, nói đến niềm vui. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng, muốn có hạnh phúc và niềm vui mỹ mãn thì chúng ta cần đến phước báo. Mà nói đến phước báo thì chúng ta lại cần đến nghiệp lành. Nói đến nghiệp lành thì chúng ta cần cái tâm trong sạch. Và muốn tâm trong sạch thì chúng ta rất cần những giá trị cao cả để chúng ta nương tựa, để chúng ta quy hướng và để soi sáng cho chúng ta trong cuộc đời. Mặc dù cả năm thứ này, thưa quý vị, đều là những cái giá trị rất là trừu tượng. Nhưng mà có ai chúng ta nói là hạnh phúc không có thật? Có ai trong chúng ta mà không có cảm nhận được rằng chính cái phước nó tạo cho chúng ta được nhiều cái hạnh phúc, chứ không phải là cái tài năng? Có rất nhiều điều, thưa quý vị, chúng ta không thể nào đạt được bằng tài năng đâu, mà là do phước hết, nếu chúng ta suy gẫm cho kỹ. Và cái phước đó rõ ràng là nó đến từ thiện hạnh, và thiện hạnh thì đến từ cái thiện tâm nó đến từ những giá trị, và giá trị lớn nhất trong đời của chúng ta là ba ngôi báo. Thưa quý vị, chúng tôi đang xen kẽ Phật Pháp Đàm và phần tâm nguyện đầu năm. Nếu chư Tôn Đức và quý đạo hữu nào có lời dạ, chúng tôi thấy có pháp nguồn Lào Cai, và xin mời cầm mic để có lời chúc mừng đầu năm cũng như đó là những cái tâm nguyện đầu xuân của mình, và xin được mời. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi tâm bảo. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng cùng quý cô tư nữ hiện diện trong Zoom. Con xin kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Chi để cho con biết âm thanh nghe rõ. Con thì xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng Thượng Tọa Pháp Tân, Thượng Tọa Tuệ Quyền,
Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Tri, Đại Đức Tự Đức, Đại Đức Nguyên Thông. Con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con thì mới vào Zoom nên con cũng rất là hồi hộp và con cũng rất là ngại khi mà được giơ tay để mà nói chuyện đảnh lễ trực tiếp như thế này, bởi vì là trong Zoom ấy thì thường thường quý sư giảng pháp nên cũng không được nói trực tiếp, cho nên là con nghĩ hôm nay là cơ hội để con được bày tỏ lòng tôn kính quý chư tăng, tôn kính Tam Bảo, cho nên con cũng mạnh dạn giơ tay. Dạ, năm mới thì con xin kính chúc tất cả chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ hiện diện trong Zoom thân tâm thường an lạc, pháp thể an khang, tấn hóa trong giáo pháp. Con xin kính tri ân các vị chư tăng, các vị đại đức đã thường xuyên vào trong Zoom để giảng pháp cho chúng con được nghe. Thì con cũng mới được vào Zoom này, nhưng mà con ngày nào con cũng mở ra nghe, con thấy có được học hỏi được rất là nhiều điều và sự hiểu biết thêm sâu sắc hơn về giáo pháp, về kinh điển của các vị thượng tọa đã chỉ dạy hàng ngày cho chúng con. Con rất là kính tri ân các quý chư tăng cùng đã chỉ dạy cho con. Con năm mới thì con xin kính chúc toàn thể quý chư tăng luôn an vui, thân tâm an lạc, tấn hóa trong giáo pháp, sớm chứng A La Hán đạo, A La Hán quả, thấy rõ niết bàn ngay trong kiếp sống này ạ. Và con cũng kính chúc quý đạo hữu có được cái Tết đầm ấm, hạnh phúc, no đủ và tạo được nhiều phước thiện trong năm sắp tới nữa. Dạ, con xin được có đôi lời như vậy thôi ạ. Con xin được xuống mic mời vị khác ạ. Dạ, thưa ạ. Dạ, yeah, xin cảm ơn cô Pháp Môn Lào Cai. Xin được hỏi một lần nữa là có vị nào trong room muốn chúc Tết thì xin được mời quý vị. Đây là cái dịp cái đầu năm chúng ta kể đến lời chúc lành cho nhau. Trong khi chờ đợi quý Phật tử có lời phát biểu, nếu quý vị nào có, quý vị hoan hỷ đưa tay, chúng tôi sẽ mời. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói thêm một vài điều nhân ngày đầu xuân. Chúng ta biết rằng con người, cây cỏ và muôn vật ở đời đó, nó tồn tại đều là do những yếu tố mà trong kinh Phật gọi là ahara. Ahara chúng ta gọi là dưỡng tố hay là thức ăn hay là vật thực. Ví dụ như chúng ta thấy rằng một cái nhánh hoa mà chúng ta đem vào chúng ta để đó thì nhánh hoa sẽ héo. Nhưng mà nếu chúng ta không vào trung bình có nước và nước sạch thì nhánh hoa sẽ tốt, sẽ tươi lâu. Và điều này là điều mà chúng ta đặc biệt rất là chúng ta rất là lưu ý. Nhưng mà rồi chúng ta nên nhớ một điều rằng nó có hai cái chất liệu trong đời sống. Như là trong thời gian vừa qua thì ta cũng nghe nói đến protein. Protein là chất cần cho cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà rồi cái COVID virus nó cũng là một thứ protein, nhưng thứ protein tàn hại. Thì chúng ta trong cái lời khuyên của các bác sĩ y khoa cũng như là những người làm về dinh dưỡng đó, thì chúng ta nên tiếp sức
cho những cái chất liệu tốt trong người. Thí dụ như chúng ta cần cholesterol mà thứ tốt, chứ không phải cholesterol thứ xấu. Chúng ta cần những cái chất dinh dưỡng, vitamin, mà như vitamin C, vitamin D chẳng hạn, nó giúp cho chúng ta có thêm cái chất đề kháng và nhiều cái công năng khác. Thì càng đi sâu vào y khoa và càng có những cái tiến bộ về khoa học, thì chúng ta biết rằng cơ thể của chúng ta nó được khỏe, được sống lâu là do những cái chất liệu tốt. Thì thưa quý vị, Đức Phật Ngài cũng dạy tương tự như vậy về đời sống nội tâm. Đôi khi chúng ta sống rất là hờ hững, mình nghĩ rằng tâm của chúng ta thì lúc nào nó cũng vậy, nó không có quan trọng. Nhưng mà kỳ thật, hệ tâm của chúng ta tiếp xúc với cảnh đẹp, thân cận với người thiện, suy nghĩ những điều lợi lạc, quý, thì chúng ta thấy rõ ràng rằng chúng ta đang đem vào trong lòng mình những cái năng lượng tích cực cho đời sống. Và nó cũng là một lý do tự nhiên mà ngày đầu năm đó, trong cái văn hóa dân tộc cũng như văn hóa Phật giáo đó, khi mà chúng ta nói đến phước, chúng ta nói điều đó, thì chúng ta luôn luôn đi tìm những cái nguồn năng lượng tích cực. Ví dụ như là quý vị nhớ trong cái văn hóa của chúng ta, đầu năm đầu tháng là mình rất kiên cử, không nói những gì mà không có tốt, như là giận hờn hay là biết mắng lẫn nhau, chịu khó nói những lời tốt đẹp, nghĩ những điều tốt đẹp. Chỉ có một điều mà chúng tôi lại không có đồng ý lắm á, về cái văn hóa chúng ta, đó là mình cứ nghĩ rằng đầu năm mới nên dành cho nhau những gì tốt đẹp nhất, mà qua Tết rồi chúng ta có thể thả ga muốn nói gì nói. Nhưng thật sự thưa quý vị, đầu năm chúng ta rất cần những điều tốt đẹp, nhưng mà giữa năm chúng ta cũng rất cần điều tốt đẹp, và cuối năm thì chúng ta cũng cần rất nhiều điều tốt đẹp. Dĩ nhiên là giữ mấy ngày Tết thì cũng giữ được, nhưng mà giữ quanh năm thì phải có giữ, phải không? Dù sao đi nữa thì chúng ta nhớ lời Phật dạy là những cái năng lượng tích cực á, thì nó làm cho cuộc sống của chúng ta được khởi sắc, được tốt đẹp, được lợi lạc cho mình và lợi lạc cho những người chung quanh. Do vậy, những cái bài học về đầu năm chúng tôi thấy rất là đẹp trong văn hóa của dân tộc chúng ta là hãy nói những gì tốt đẹp nhất và những lời cầu nguyện những lớn đẹp nhất. Đừng sợ sáo ngữ, cứ nói. Thà là chúng ta nói những điều tốt đẹp hơn là những điều không tốt đẹp. Thà là chúng ta dành cho nhau những lời cầu chúc chân tình hay là những cầu chúc đẹp. Người Việt Nam gọi là lời cầu chúc có cánh đi nữa cũng tốt chứ không sao hết. Rất cần. Rất cần. Thì thưa quý vị, chúng ta hãy dành cho nhau những lời tốt đẹp. Mà nếu buổi sáng sớm chưa quý vị vẫn chỉ chờ chúng tôi một chút, mình thức dậy, thức dậy sáng sớm, khoan làm gì hết, ngồi dậy và chúng ta chỉ nghĩ đến bốn điều thôi. Và con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng, nguyện cho tất cả chúng sanh được an lạc, hay là mong cho tất cả chúng sanh được an lạc. Chúng ta nghĩ điều đó trước khi chúng ta rời khỏi giường. Và hôm nay nếu là ngày đầu năm mà có điều gì đó mà nó cho chúng ta những cái năng lực an lạc, thì chúng ta hãy nghĩ đến những giá trị cao cả. Nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Tăng là ba cái sự nương tựa rất là cao quý trong cuộc đời. Do có sự nương tựa đó, con người chúng ta biết tránh điều ác, biết làm điều lành, biết cái giá trị của thanh lọc tâm ý. Do chúng ta mong cho tất cả chúng sanh được an lạc, những chúng sanh đó là những người chung quanh mình, những người mình gặp, những người mình thấy được, và những người chúng sanh vô hình khuất mặt, những chúng sanh lớn nhỏ không đồng đẳng, những chúng sanh gần hoặc xa, những người rất thân thương, những người xa lạ, và kể cả những người thù nghịch. Thật ra đây là một điều rất đẹp, thưa quý vị. Cái cuộc sống nó dạy chúng ta hận thù, cuộc sống dạy chúng ta tranh chấp, nhưng mà Phật Pháp dạy chúng ta cái hương vị đẹp của sự tha thứ, hương vị đẹp của cái tâm hỷ xả, cái hương vị đẹp của cái tâm không hận thù. Đời sống của chúng ta sẽ đẹp, đời sống của chúng ta sẽ vui khi mà trong lòng chúng ta không có oán hận ai, không có thù hận ai. Thật ra đầu năm có thể có giây phút nào đó chúng ta ngồi xuống suy niệm về hạnh phúc, suy niệm về những điều lợi lạc, mong cho tất cả chúng sanh được hạnh phúc,
mong tất cả chúng sanh được lợi lạc. Và chúng ta cũng suy niệm về cái khổ. Không ai trong chúng ta mà mong sự khổ hết. Không ai chúng ta mà không sợ sự khổ hết. Khổ thì có nhiều cái khổ lắm chứ. Ở đời có 100.000 cái khổ. Thì với những ai đang đau khổ thì mong cho hết khổ. Với những ai đang sợ hãi, mong cho hết sợ hãi. Với những ai đang sầu muộn, mong cho hết sầu muộn. Và chúng ta cũng đem tâm của mình để hòa theo niềm vui với muôn loài. Một đóa hoa nở đẹp, chúng ta biết thưởng thức. Một cái tiếng cười trẻ thơ làm cho chúng ta cảm thấy rộn rã, thì chúng ta biết thưởng thức. Một cái việc làm thiện của người khác, việc tốt đẹp của người khác, thì chúng ta biết thưởng thức. Ngày hôm qua, thưa quý vị, chúng tôi ở chùa có những cái niềm vui không có phải là lớn lao, nhưng mà lại là điều rất là vui, là có hai vợ chồng của một đạo hữu đi chùa và thường chăm sóc hoa kiển trong chùa. Ngày hôm qua là ngày ở Houston trời mưa cả ngày, nhưng mà rồi lại có Phật tử họ cúng dường hai cây tắc. Dạ, thành ra quý Phật tử này đi chở cây tắc, mà hai vợ chồng cũng lớn tuổi, thưa quý vị, ông chồng trên 70 rồi, đến chở cây tắc to về đó. Rồi chúng tôi lại phụ khiêng xuống. Mà cái tắc khi đem về thì nó không có được đẹp. Mà hai Phật tử này đó đã dầm mưa khiêng hay tắc về ở trong chùa, rồi lại bỏ công ra lấy bao đỏ bao chung quanh cái chậu lại cho hợp với ngày Tết. Rồi lại dùng những cái cây chống đỡ dựng cái tắc lên để cho nó không có công xuống. Và tới chừng làm xong như một tác phẩm. Và bây giờ bước vào trong vào Phật thì thấy được hai cái tắc dựng thẳng lên, có triểu nặng, có trái đỏ, trái xanh. Và chúng tôi nhìn thấy hai đạo hữu đó làm việc thì rất cực chứ không có không cực, nhưng mà trong lòng rất vui, rất hạnh phúc. Rất hạnh phúc, thưa quý vị. Thì thật ra chúng tôi vốn là một vị tu sĩ, vốn là một người con Phật, thì chúng tôi hiểu là đó là những giờ phút mà mình có thể hạnh phúc được. Cái hạnh phúc đó là tùy hỷ phước. Thấy người khác làm hiện phước, thấy khăn hiện hiện phước, trong lòng mình vui, đó là tùy hỷ phước. Và cái tùy hỷ phước đó, nó cũng là một niềm hạnh phúc. Khi mà mình hoan hỷ với cái thiện hạnh của người khác, khi mình hoan hỷ với cái niềm vui của người khác, khi mà mình vui theo sự thành tựu của người khác, khi mình hòa vui với cái tâm tư an lạc chúng sanh, thì bản thân mình cũng được vui. Nó không bất đồng nào hết, quý vị thấy không? Không bất đồng nào hết. Nhưng mà chúng ta cảm nhận một cách sâu sắc về niềm hạnh phúc của người khác. Quý vị tưởng tượng hai vị Phật tử mà trên dưới 70 tuổi rồi, hai vợ chồng trời mưa đi đến chỗ cái vườn cây kiển mang hai cái tắc về, đã cực rồi phải quấn lại, rồi lại làm sao cho cái tắc nó được thẳng lên với cái tàn nó xòe ra hai bên một cách cân xứng, một cách đẹp. Làm xong rồi nghĩ đến mình đã làm việc của cho Tam Bảo, nghĩ đến đại chúng, đến hoan hỷ. Hai vị đó rất là hoan hỷ, hoan hỷ cái chân thành. Trong cái niềm hoan hỷ chân thành đó, thành ra trong lòng của chúng tôi rất vui. Đời sống của chúng ta, thưa quý vị, đừng bao giờ nghĩ rằng hạnh phúc xa xôi. Đừng bao giờ hạnh phúc xa xôi. Chúng ta hãy mở lòng ra và đem vào lòng những cái niềm hạnh phúc rất chân chất, rất thực, mặc dù rất đơn giản ở chung quanh mình. Cũng như là quý vị vào ở trong lớp Phật Pháp ngày mỗi ngày, thì quý vị thấy không phải chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta làm một cách dễ dàng đâu. Đằng sau đó thì cũng có những cái đóng góp rất lớn của những Phật tử của Chư Tăng. Ví dụ như là ngoài các vị giảng sư còn có Đại Đức Từ Tri chuẩn bị bài vở, chuẩn bị post bài, rồi quý Phật tử lo cái này lo cái kia. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng tất cả những điều đó đó là bổn phận, tại không ai nhận lãnh lương hết, và cũng không ai làm hết, tất cả đều là cái công quả làm. Nhưng mà tất cả chúng ta đều có chia sẻ một giá trị chung chung là mình biết ơn Đức Phật. Những lời dạy nào của Ngài còn lại hôm nay, chúng ta 5 người, 7 người cùng nhau ngồi lại tụng đọc, cùng nhau suy gẫm, cùng nhau chim, điều đó là điều lợi lạc. Chúng tôi nghĩ rằng đó là những cái đóa hoa xuân rất đẹp. Đó là những gì mà hết sức là lợi lạc trong đời sống của mình. Nên chi thưa quý Phật tử, chúng ta hãy cùng nhau vui xuân với cái sự hoan hỷ, tùy hỷ, với cái phước hạnh của người khác. Chúng ta hãy cùng nhau vui Tết với cái sự hòa vui vào những cái phước báo của người khác. Chúng ta hãy cùng nhau sống an lạc khi thấy rằng
cho dù cuộc sống ngày hôm nay có vật đổi sao dời, bao nhiêu tranh danh đoạt lợi, bao nhiêu biến động, nhưng mà chúng ta vẫn có thể sống trong những giây phút mà chúng ta không phải tranh cãi lẫn nhau, chúng ta không phải giành giật lẫn nhau, chúng ta chỉ nghĩ đến lời Phật dạy và chúng ta đem những giá trị cao quý đó vào trong lòng. Như vậy là hạnh phúc lắm. Nếu như vậy là điều rất là đáng cảm kích trong ngày đầu xuân, phải không? Chúng tôi muốn hỏi lần nữa là có Phật tử nào ở trong room mà có lời chúc xuân trong như là một cái tâm nguyện đầu năm thì quý vị quan hệ đưa tay, thì chúng tôi xin được mời một lần nữa trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Dạ, xin mời cô Nguyên Xuân. Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, con cảm ơn cô Phong Lan. Dạ, con kính lễ Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Siêu Nguyên Thông, Đại Đức Tự Đức. Dạ, trước hết con cảm ơn quý sư, quý cô MC, quý đạo hữu đã cho con có cái cơ hội để làm đóng góp thật sự trong lớp Phật Pháp, và hoan hỷ trong cái việc của con làm. Về đôi khi, nhiều khi con cũng còn đơn sơ, chưa có biết, hồi giờ chưa có biết làm ở trong lớp Phật Pháp. Thành ra con xin cảm ơn quý sư. Nhân dịp năm mới, con kính chúc Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tự Tri, Siêu Nguyên Thông, Đại Đức Tự Đức, pháp thể khinh an, thân tâm thường an lạc, và Phật đạo viên thành, mà để dẫn dắt chúng con được nương tựa theo ánh sáng của đạo Phật. Dạ, con có vài điều chúc cho mấy sư. Dạ, con xin hết. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, cảm ơn cô Nguyễn Sừng. Một lần nữa xin được hỏi là quý Phật tử, con có bị đau muốn phát biểu không? Thưa quý vị, chúng tôi xin được thay mặt một lần nữa cho tất cả chư tăng trong lớp Phật Pháp Buddha-Khamma, xin gửi đến quý Phật tử lời tân xuân chúc nguyện. Mong rằng tất cả quý Phật tử tân niên sức khỏe được khang kiện, nội tâm được an lạc, và trong cái sinh hoạt hàng ngày gặp được nhiều thuận duyên. Xin cho tất cả chúng ta luôn luôn nương tựa ở Đức Phật, và lời dạy của Đức Phật sẽ soi sáng trong mỗi bước đi trong cuộc đời của chúng ta. Ngày mai này thì chúng ta cũng có sinh hoạt Tết Nguyên Đán, đó là sinh hoạt ngày mùng 2 Tết, và Thượng tọa Pháp Đăng sẽ là vị giảng sư với pháp thoại trong năm. Bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương mai. Nam Mô Thầy Giảng. Nam Mô Bụt Thầy Giảng. Con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã vào lớp hôm nay và cho chúng con có cơ hội gửi lời chúc Tết với quý sư. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các thành phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức, quý đạo hữu một năm mới Nhâm Dần được luôn an lạc, cắt tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Yes, I'm going.
Thank you.